Dễ thương lắm, màu hồng này dễ thương lắm mấy chị, có thể
dùng mỗi ngày hoặc đi du lịch cũng được. Mấy chị đội nón bảo hiểm ở ngoài, mấy chị đội cái này ở trong, nó cũng che mát cái mặt lắm nha mọi người. Chị nào lấy nón nào thì comment giùm em nha. Mấy em đang mặc có một cái nè mọi người, 50-55kg mấy chị ơi. Mấy của Pháp, Baby Doll 50-55kg 9-50 à, đấy. Sale 8-50 à. Dễ luôn lắm mấy chị, đây. Mấy xu cũng được. Mấy chị thích thì mấy chị thắt dây vô. Mấy mình đang chọn cái gì? Thắt dây vô. Đây nha mọi người, 50-55 mà cái hoa nhí nó xinh lắm mọi người ơi. Cái hoa nhí nó rất là xinh luôn. 50-55kg váy này váy Pháp em sale còn 8-50 có một cái thôi nha mấy chị. Tương đương size S à. Chị nào mặc S vừa thì lấy à. Cái hoa nhí xinh lắm mấy chị ơi, có túi. À baby doll có túi nè. Dễ thương. Rút eo. Caro ở đây à. 449 rồi vậy. Còn mấy cái rồi. Caro để em coi size nha. Còn hai cái S, hai cái L mấy chị. Hai cái L chuẩn size nha, size S 50-55kg. Quần co giãn giống quần legging đó mọi người. Đó là quần legging đó mấy chị, co giãn nhiều lắm à. Size S là 50-55kg, size L là 60-65kg, 60-63kg thôi. Đây co giãn rất là nhiều luôn. 490 quần của Zara sale nha mấy chị nha. À, quần tay legging à. Con quần đẹp lắm. Em có hai cái S, hai cái L. Chị nào lấy quần chốt giùm em mã caro 490. Chốt giùm em mã 490 nha mấy chị. Quần nút bóp à. Đây. Quần có dây kéo nha mọi người, quần có dây kéo. Co giãn rất là nhiều luôn. 50-55kg eo tầm 74 đổ lại là vừa. Cái đó là gì? Size S. 53kg. 53kg đổ lại, eo tầm 74 đổ lại nha mọi người. Tại vì co giãn á mấy chị, co giãn rất là nhiều. Mấy chị ơi mới vô mấy chị chấm giùm em đi. Đây nha mọi người, quần caro 490. Ok cô trắng nè, 850 hoa nhí nè. Tiếp tục nha mấy chị ơi. Size báo size đi. Váy em đang mặc váy cao cấp nha mấy chị. Có 3 cái rồi hả? Em có size S, size M, size L nha mọi người. Size S, size M, size L mấy chị ơi đây. Giá 1.550.000 nha mấy chị ơi. Mã này mới về á. Mã này mới về nha mọi người. Đây em đứng xa cho mấy chị xem. Cái vải của nó rất là đẹp luôn. Váy này váy cao cấp nha. Em chỉ có 3 cái thôi. 3 cái 3 size thôi. 1 S, 1 M, 1 L. Mã này không mua được nhiều nha mọi người. Ở phía sau nó sẽ như thế này nha mấy chị nha. Ở phía sau như thế này. Phía trước nè. Đó. Chất vải siêu đẹp luôn. Hãng này là cho mấy cái hãng hãng mà bữa giờ mấy chị nhận hàng mấy chị khen quá trời là khen đó. Đó là hãng đó. Giá của nó thì cao lắm luôn nha mọi người. Nhưng mà em bán cho mấy chị giá rất là ok luôn. Không nhìn được hết chân hả? Em đứng xa ra mà chứ. Đây. Đây dễ thương chưa mọi người. 1S, 1M, 1L. 53kg đồ lại mặc S, 54 cho đến 58kg mặc M, 59 cho đến 63kg mặc L nha mọi người. 1.590.000. Kiểu dễ thương. Chị nào lấy thì báo em. Có hàng Úc phía sau. Ừ. Ở phía sau nó có hàng Úc nè mấy chị nè. Đó, ngầu không ngày buổi trưa. Phía sau nó có hàng Úc nha mọi người. Siêu xinh luôn mấy chị ơi. Dễ thương lắm. Cái chất vải rất là mềm. Cái này mấy chị ha. Set này là em còn mấy set. Xếp bộ mặt nhà. Xếp S. Giá nhiều không ơi? 590 đúng không? À, em chốt chị Tuyền Nguyễn 1S à. Vậy là váy lý mặt là còn 1M 1L nha mọi người. Váy lý mặt là còn 1M 1L, 54 cho đến 58kg mặt M, 59 cho đến 63kg mặt L nha mấy chị. ML hả? Xếp này còn ML phải không? SML hả? Trang Ngọc ơi em hết S rồi, váy thiết mặt chỉ còn M và L thôi. Dễ thương lắm. Đây nha mọi người, cái quần này nha mấy chị. Ở lộn cái set này nha mọi người, em còn là S, M là hình như mỗi size còn set thôi mọi người ơi. Không còn nhiều đâu, sale 550 luôn. Chị nào chốt thì chốt luôn cho em đi. Sức bộ đây đi, mặc sức bộ đi đi. Còn mấy set nè, mặc bán như hết luôn. S.
đứng xa ra xíu xem cái chị đây, váy em đang mặc nè. Đây nha mọi người, ở phía sau, ở phía sau nó có cúc như thế này nha mấy chị, dễ thương lắm, dễ thương cực luôn mọi người. Chị nào lấy thì báo em. Em có là em còn size M và size L, 54 cho đến 58 cái mà em M, 59 cho đến 63 cái mà em L váy này nha mọi người nha. Em thấy cái vòng nó hơi nhỏ xíu. Áo ba lỗ, áo ba lỗ hồng, em có hồng và xanh. Của em mặc đây mọi người, SML đúng size của em. SML thôi. SML 550 cho mấy chị 550 đi. 550 nha mọi người, đây ạ. À. Mát lắm mấy chị ơi. Chốt rất là mát hả? 50 55 kg mặc S, 56 60 kg mặc M. Anh đứng cũng xa mà sao chị nó thấy ta. Ok, cô gắng một set S nè. 550 nha mọi người. Dễ thương lắm, siêu mát luôn mấy chị ơi. Mát lạnh luôn. Siêu mát luôn. Bán rất là nhiều luôn á mọi người, bây giờ hiện tại ở nhà này thôi. Vừa dễ thương mà vừa lịch sự luôn mấy chị. Đây ạ. À. Rất đẹp nha. 550 SML. Chị nào lấy báo em nha. Còn một hai set vậy thôi mấy chị. Ờ. Có cái áo tím này xinh lắm nè. Áo tím này rất là xinh luôn. Chị mà thấy cũng to á. Sao treo bên đây vậy? Chị ơi, xếp bộ đi, em chỉ còn S và M thôi chị Mỹ Dung. Mỹ Dung lấy M đi, M để rộng rãi thoải mái lắm rồi chị Mỹ Dung. Tiếp tục váy trắng nha mọi người, váy trắng này có mấy cái nè. Cái váy trắng này em còn một cái S. Cái gì còn em nha mọi người, S kia sao gì. Hai cái size S nha mọi người ơi. Đây ạ, à, có cộng dây buộc eo nha, cái chất vải của nó nè mấy chị, siêu đỉnh luôn. Em xe còn 850 thôi. Em còn hai cái xe S nha, xe rất là rẻ cho mọi người. 850 ngàn em bán 1.250.000 mấy chị ơi. Có cộng dây buộc eo nha, em xe còn 850. Chị Ngân Vũ một set cho em M nè. À, bạn chưa thấy thấy sao em... Chị hả, để tới đứng xa rồi, nè nữa xa hết cỡ rồi mà. Tụi mày vô coi, coi nó có bị ngước lên vậy không? Coi coi cái này thấy không? Đây em đứng sát luôn nè mọi người. Mấy chị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa mấy chị? Không đem chỉnh xuống nữa. Úc Quốc Bồ một váy trắng, chị Bích Đàm váy trắng rồi hết à. Rồi ok chưa mọi người? Ok chưa mấy chị? 1550 nha. Úc Quốc Bồ Bích Đàm. Thấy chưa mấy chị ơi? Thấy chưa? Chiều dài của nó vừa phủ gói thôi mọi người. Đấy, dễ thương lắm. Dễ thương cực. Hơi bị ngước lên trần hả? Phải đâu, cái này gần quá. Hơi bị gần. Đây em chỉnh cuối xuống lắm luôn rồi đó mọi người. Đây váy em đang mặc là 1.550.000 nha mấy chị nha, 1.550.000 à. Đây, dễ thương chưa? Đây mấy chị thấy rõ chưa? Mọi người ơi, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Để em qua mẫu nè. Cách bộ còn chị nào muốn chốt nữa không à? À đúng rồi, để hơi cái này hơi bị gần. Mà maximum rồi, hết trả rồi. Trên đây nó không gian nó hơi chật hẹp. Lấy xào xa đây chút mình. Xào này thôi nè. Rồi tiếp tục nha mọi người. Chị nào lấy thì báo em còn 1M, 1L, 1.550.000. Chị nào chốt thì báo em nha mấy chị ơi. Hơi bị cưng luôn á, ở phía sau nó sẽ như thế này nè. Trời dễ thương quá luôn á mấy chị. Rồi tiếp nha mọi người, em qua mẫu đây. Ủa cái bộ chưa xong ra rồi hả? Xách bộ còn mấy set nữa đây này, để đẩy đẩy cái cây ra trên xa ra rồi ok. Được rồi chị Minh. Ừ, rồi tiếp đi. Mấy chị ơi, váy MLB em mặc nha mọi người. Váy MLB em mặc 1050, em có màu hồng với màu cam ạ. À. Size này em nghĩ là 50-55kg nha mấy chị nha. Em có màu hồng với màu cam 50-55kg. Cái này nha mấy chị nha, cái váy
mặt size S là 57-58kg lại nha mọi người. Cái nón trắng em đội là 750, nón MLB luôn à, xinh lắm mấy chị ơi. Váy có màu hồng và màu cam, từ 50 cho tới 57-58kg mặt xinh à. Em đứng xa cho mấy chị coi nè. Bích Đào đây cùn màu trắng hả? Dễ luôn đó mọi người. Thích màu trắng thế. Xe bài lên trong cái này mặt xinh lắm nha mấy chị nha. Một cái váy sung của MLB này à, rất là đẹp luôn. Có màu hồng và màu cam, 1050 à. Nón trắng em đội 750. Nón trắng em đội 750. Nón đen luôn à, nón đen cũng 750 nha mọi người. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Dễ thương. Đen trắng 750, còn cái nón hồng tay bèo là 950 à. Dễ thương rồi. Đây là mấy chị ơi, xinh lắm luôn á. Chị nào đã có váy cái đã có váy có áo MLB thì chốt thêm cái nón đi mấy chị. Chốt thêm cái nón cho xinh nha mọi người. Đây. Váy suông rất là dễ mặc luôn. Đây ạ. À. Nón đen, nón kết là 750, còn nón tay bèo là 950 nha mọi người. Chị nào lấy nón chốt mã kèm màu giùm em. Mã kèm màu cho em có chị. À, có chị. Váy trắng cao cấp. Chị Minh, chị xuống chị lấy cho em cái váy trắng hai cái mẫu váy trắng ngắn mà dài dưới rang rang rồi mới về cầm đây cho em. Ghép nè. Váy em đang mặc còn hai cái ghép cho mấy chị dưới 50kg giùm em nha. Váy này đẹp cực. Váy này mấy chị mặc đi tiền cũng sang nữa. Nhưng mà size này là size nhỏ thôi mọi người, size 42. 50kg đổ lại mặt xinh nha mấy chị ơi. Em sale cho mọi người với giá là 850 luôn. Em sale cho mọi người với giá là 850. Chị nào lấy thì báo em nha. Em còn có hai cái size S thôi nha mọi người. 850.000. Quá đẹp luôn. Váy này đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Váy này siêu đẹp luôn á. Nhưng mà mỗi tội là em còn size nhỏ thôi mấy chị. Mặc lên xinh quá. Chị nào vừa thì chốt cho em nha. Sale còn 850. Chị nào lấy chốt cho em mã 850 đừng đứng đó nha Vy. Góc bên này nè. Tiếp ạ. À. Ôi em có cái váy này xinh quá. Xong dưới đây ngồi chị con nè. Chị đâu. Váy trái em chụp đợi em chút với chị. Đây em có cái váy này nè mọi người. Cũng còn một cái đét luôn. 50kg đổi lại mặt xinh. Phía trước nó giống giống như thế này nha. Em xem cho mấy chị là 650 à. Phía trước nó giống giống như thế này nha mọi người. Đây đẹp chưa. Cái tay nó cũng giống giống nè mấy chị. Ở dưới này dạng đuôi cá. Đây mọi người mấy chị thấy hết dáng không. Cái này 50-51kg đổi lại mặt xinh size S. Nhưng mà phơn này em thấy nó hơi nhỏ nha mọi người. 50-51kg đổi lại mặt xinh. Em xem khoảng 650.000. Chị nào vừa thì chốt cho em nha. Em sale còn 650.000. Chị nào vừa thì chốt giùm em à. Em này 68 đổ lại thôi chị. Em này 68 đổ lại thôi chị ơi. Váy này size S mà. Váy trắng đẹp nhưng mà còn size nhỏ. Tiếc hả? Xin quá trời luôn, size 42 mọi người. Chị nào mặc size 42 thì chốt cho em. Váy này mặc đi tiệc là hơi bị đỉnh luôn. Đẹp quá. Váy này mặc đi tiệc là hơi bị đẹp quá mọi người. Em yêu mày. Hello chị. Tiếp nha. Chị ơi, em có cái mẫu này mới về nè chị Leo. Chị thích cái hoa này không? Baby doll hoa mới về nè. Nhưng mà hãng với cao cấp. Hãng với cao cấp nè chị. Baby doll hoa mới về hãng cao cấp nha. 1.590.000. 1.590 em có S và M. Thích váy này không? Thích em mặc lên cho xem. Đây váy em đang mặc, chị nào chốt thì báo em nha mọi người, em sale còn 850. Váy em đang mặc sale còn 850, video đi tao thử cái váy này lên cho mấy chị. Một không chín mươi mày sale luôn đi Vy. 950 thôi. Váy em mặc nha mấy chị nha, còn một cái. Cái chất vải nó siêu đẹp luôn á mọi người. 1090 em sale còn 950. Cái này em nghĩ là dưới 60kg nha mấy chị. 60kg được. 60. Mày lấy
nhiều bút ra quá vậy? 10 bút sao hết á. 60kg đổ lại là vừa đẹp nha mọi người. Đây ạ. Váy suông, cái chốt siêu đẹp. Cái nào ủi rồi đưa em. Không nhanh không nhanh hết rồi. Có một cái áo sơ mi này của Lucy Wan nè mọi người. Lụa. Chất lụa đẹp lắm luôn, size M. 55-60kg mọi người ơi. Này chị có chụp hình gửi cho coi có sao chị không? 55-60kg. Tiếp tục nha mấy chị ơi, váy em đang mặc nè mọi người. Váy hãng cao cấp nha mấy chị. Cái vòng tay nó dễ thương chưa? À, cái chiều dài của nó nha mọi người. Chiều dài của nó qua phủ gối nha mấy chị. Dễ thương ha. Baby doll để tập lên. Đẹp luôn á. Đẹp chốt sắc luôn. Chốt nó mát lạnh luôn. Em có F và M thôi nha mọi người. Em có F và M mấy chị ơi. Dưới 60kg mặc F, 60kg đổ lên mặc cho em size M nha. Đẹp không? Chất siêu mát luôn mấy chị, mã mới về. Hoa rất là đẹp luôn, chất vải nè mấy chị nè, siêu mịn, siêu mát. Em mới về luôn, em sale cho mọi người. Không, cái đồng giá không sale nhầm. Tác của nó hơn 3 triệu nè mấy chị. Nhưng mà em bán cho mấy chị với giá là 1.590.000. Chị nào lấy thì bảo em 1.590.000. Chị nào lấy thì bảo em nha, siêu xinh luôn nha mọi người. Đây à. Ai thích baby doll thì đừng bỏ qua mẫu này. Mấy chị nhận về mấy chị xem liền. Tại vì chốc nó đẹp lắm mọi người. Và form dáng của nó rất là xinh. Cái cổ của nó cổ sơ mi nha mọi người nha. Chị Bích Đào, chị hỏi em cái váy trắng này đúng không? Em cái nào đây chị gái? Cái nào ủa rồi đây chị gái? Em chốt cho chị Ngọc Nga Nguyễn một cái S, à, chị Liên một cái M. Chị đang mặc em. Còn mấy cái dưới kìa. Cái chị lên vô. Còn cái còn dưới không biết. Hết. Sao có 3 cái hả? Ok chị Ngọc Nga Nguyễn S. Chị Liên một cái size M. Còn size gì em? Còn cái chị đang mặc thôi đúng không? Rồi em còn một cái S em đang mặc nha. Em còn một cái S em đang mặc nha mọi người ơi, xinh quá. Lên tiếp tục một mẫu hot cái mẫu đắt tiền luôn cho mọi người nha. Em sẽ sang kẻ vừa xe và vừa nêu luôn cho mọi người. Đây, mẫu váy trắng này chị nào hỏi đây ạ? À? Chốt mờ nữa chị. Chốt mờ nữa chị. Bằng Linh Dương ơi. Hỏi chị bao nhiêu ký? Cái em sống mấy con. Rồi em sẽ nói cho chị Linh Dương size M, nhưng mà còn em mấy cho chị nha. Hiện tại ở đây. Hiện tại ở đây em chỉ còn size S thôi. Cái đó là size gì? Đủ size. Còn XS M và L. Cái này phải mặc lên Vi ơi. Đưa tao mặc cho. Ok chị Phương Liên, Thúy lấy cho chị rồi ạ. À. Váy em đang mặc cho mọi người ơi. Xem 950 với chị. Caro rất là xinh luôn. Baby doll dáng suông, dáng dài. Dành cho chị nào thích mặc thoải mái ạ. À. Đây mọi người. Dưới 60kg là vừa. Cái váy này mấy chị khách nhận khen quá trời là khen luôn nè mấy chị. Cái áo này nha mọi người, cái áo cao cấp nha mấy chị nha, sơ mi lụa. Cái này 56-60kg. Mấy chị coi chất của nó nè mấy chị. Coi chất nè, coi họa tiết rất là đẹp luôn. 1050. Áo cao cấp. Có rồi chị Liên ơi, Thúy chốt với chị rồi nha. Rồi đợi em xíu đi chị Linh Dương, chị đợi em chốt của em sẽ lên cho mấy. Áo này siêu đỉnh luôn nha mấy chị. 1050 áo cao cấp dành cho những chị nào thích mặc những cái sơ mi cao cấp như thế này nha mọi người. Rất là đẹp luôn. 56-60kg là vừa. Sơ mi này size M mọi người ơi. Còn có một cái à. Sơ mi lụa siêu xinh luôn. Cái váy trắng này nè mấy chị phải chốt. Mấy chị ơi, em còn một cái size 38 nè mấy chị. Size 38 56-60kg nha mọi người. 1550 5358 cái váy này size M nhưng mà 5358kg nha mọi người nha. 5358kg mặc đẹp eo chun. 1550 sale còn 1250 còn một cái em sale luôn. Sale luôn nha mọi người, 58kg đổ lại là đẹp. Xin chưa mấy chị, cái chiều dài nó vừa phải lắm mọi người. Chiều dài nó vừa đẹp luôn, qua gối một tí ạ. Tay nè. Nó theo hết nguyên cái váy luôn nha mấy chị. Nó theo hết nguyên cái váy luôn.
1550 sale còn 1250 váy cao cấp eo chun 53kg tới 58kg là đẹp. Chị nào lấy chốt giùm em mã tím nha, còn cái sale luôn. Theo hết nguyên cái váy này. Rất là xinh. 1250 cho mọi người. Sale quá rẻ. Chị Bích Đào ơi. Chị Bích Đào. Chị phải chốt cái váy này nè, phải đẹp, giả mang luôn. Khách em nhận về mấy chị khen tấm tắc tại vì cái chốt đó mấy chị bên ngoài nó siêu đẹp, mặt không có bị mập nha mọi người. Màu trắng như mấy chị mặc nó sẽ không có bị to, nó hai lớp. Chị nghe là em đi được một cái mẫu này mấy chị. Chị mấy chị size to mặc lên cũng nhìn rất là gọn luôn mấy chị, được cái sợ màu trắng nhìn to nha mấy chị nha, không hề. Còn em nó có chun mấy chị ơi. Mà chiều dài của nó rất là ok luôn mấy chị ơi, vừa chạm đầu gối mấy chị ha. Vừa chạm đầu gối rồi mấy chị. Em còn XS, M và L. 1.690.000 giá đồng tiền bắt gạo nha mọi người. Siêu đẹp cái váy này luôn. Mấy chị nghe nè, mấy chị chốt đi 1.690.000 quá đẹp. Đúng rồi, cái mẫu này có hai mẫu dài và ngắn bằng giá tiền nha mọi người nhá. Một mẫu thì dài qua gối, một mẫu đến gối nha mọi người. Bằng giá luôn. Khách em á là mấy chị nào mà đang coi livestream ở đây nha. Đã mua hai mẫu này cho thí sinh phát bách nha. Mời. Chắc chị mời là sao mình cái dài size M nha. Nghe là em chốt váy này mấy chị. À chị Liên lấy cái cắn chị đang mặc size M nè. 1.690.000 mấy chị chốt đi. Rất là đẹp luôn. Em có form ngắn em đang mặc nè mấy chị, và cái form này sẽ dài hơn. Cái form này nó sẽ dài hơn cho mọi người nha. Trời ơi, khách em mua là hai cái mọi người mà nhận về khen tấm tắc luôn. Cái chất vải nó rất là đã. Váy trắng mà đẹp đỉnh luôn á mọi người, đỉnh luôn á, em nói mấy chị á, nó thêm nha mọi người. Chị Liên lấy cái trắng dài ha, chị Bích Đào lấy cái trắng dài này xảy đét rồi được rồi em. Chị đâu mà nghĩ đét. Đẹp cực luôn nha mọi người, đẹp cực luôn. Trắng em đang mặc lấy 2M. Còn em. Chị Liên lấy thêm cái M nữa thôi. Tư vấn size đi em, dạ. Cái này mấy chị cho em kiểu cao con nặng lấy size cho mọi người. Mấy chị cứ cho em chiều cao cân nặng đi, em lấy size cho mấy chị. Bằng em nó có chun. Bằng em nó có chun ạ. À. Ok, lấy trắng em mặc 2M, ok. Rồi cái trắng dài nữa nè mọi người. Mấy chị cứ cho em chiều cao cân nặng, em sẽ lấy size, em có tới L luôn nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn nha mọi người. Cái này mặc lên không có bị béo đâu mấy chị. Mấy chị nghe lời em đi. Màu trắng rồi mặc lên không có bị béo nha mọi người. Nhìn cưng lắm. Thả quá. Có size, còn size gì? Chị Bích Đào có chưa? Kim Anh ơi, cho Lý Lương chiều cao đi Kim Anh. Tại vì cái váy này á, phần eo, Bích Đào lấy dài. Cái này là eo chun. Thúy đang mặc nè. Cho thí sinh chiều cao. Mặc dài, lên like đi em. Ok, ok, rồi em sẽ mặc luôn cái dài cho mọi người. Rồi em sẽ mặc luôn cái dài cho mọi người nhá. Đó, mấy chị nhắm lại nữa đi. Chị Kim Anh đây, chị cho em luôn chiều cao đi ạ. Để em lấy, tại vì chị lửng lửng giữa XS và S đó chị. Rồi em qua luôn mẫu hả? Mua mấy cái mới mặc đi. Ok, Kim Anh lấy XS thôi em. Tiếp tục. Tiếp tục nha mọi người. Giữ cái váy này mấy chị ơi. Nó là em chun nha mấy chị nha. Đây mấy chị nhìn nè. Em 1m64 và 55-56kg mà mặc thoải mái luôn. Đã lắm. Rồi em mặc cái dài lên cho mọi người nha. Rồi đi vô. Sẵn mặc dài lên cho mấy chị. Trời ơi, váy này siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Trắng dài ngắn đều rất là đẹp. Ừ. Ở trên còn cái xe con. Cái áo sơ mi em đang mặc 890 nha mọi người. Xoáy đét nhưng mà cái này xèo cái áo đó sao 69 đi. 890 sale 6. Áo sơ mi em mặc quần size gì đi em? XS. Quần sale 6,5 luôn. Áo sơ mi sale 690 còn một cái size S nha mấy chị. Nhưng mà chị nào mặc S thì lấy nha mọi người. Em thấy form nó thoải mái nên là 50-55kg mặc đẹp. Quần thì em có XS và S. 50kg đồ lại và 51-55kg quần giả váy nha mấy chị. Rất dạ.
quần giả váy trước giả sale 650, áo 690, áo còn một cái thôi. Quần em còn XS và S, nào lấy mẫu nào chốt giùm em. Chị Kim Anh cam S58. Rồi chốt rồi, ok à. Máy này eo không chui nè. Quần giả váy xinh lắm mấy chị ơi, cái form này nó rộng rãi thoải mái mấy chị, tại vì em cũng 56kg á, 56-57kg gì đó mà thấy mặc cái này nó thoải mái nè mọi người. Nên form này nó thoải mái hơn những cái quần kia nha mọi người nha. Đây, áo siêu đẹp luôn, đính hàng nè. Áo là 890, 890 sale còn 690. Xinh lắm luôn, sơ mi tay dài. Quần sale 650. Quần giả váy, chị nào lấy báo em. Em kiếm rồi, xin vô lên em sale cho mấy chị nha. Chị nào lấy mẫu nào thì chốt giùm em. Đây nha mọi người, váy này thì là eo không chun đâu mọi người ơi. Chốt set mỗi cái size nữa.
này ở này thì để bỏ lại số ký bao nhiêu để em biết em chốt. Cả hai chất liệu nhẹ nhàng mát dễ mặc, nói chung ok rồi đó, mấy chị thấy đã chưa? Dạ vừa chị Quỳnh Giang chị mặc bầu đúng không? Quỳnh Giang lấy cái váy đi mặc bầu bí thoải mái luôn, bầu thoải mái luôn. Cái váy đẹp vai này em size 690. Chị Mỹ Dung ơi, mã này mà 63 ký chị phải mặc cho em size L đi chị Mỹ Dung nhá. Ủa đây ta nói nhiều. 629 mà chị Hoa. Em có size 6, size 8 và size 10 mọi người ơi. Dưới 53 ký mặc size 6. Từ 53 cho đến 57 ký mặc cho em size 8. 58 cho đến 62 ký mặc cho em size 10 mấy bẹt vai nè. 690, 690 chị Hoa ơi. Váy trắng thứ mặc bao nhiêu? Chị Mỹ Dung cháu ơi, chị cái váy trắng này size L đi. Váy trắng thứ mặc là 1.690.000. Nói chung là cái váy trắng này nó rất là đẹp, mấy chị nghe lời em, mấy chị tin tưởng, mấy chị chốt về đi, mặc rất là xinh luôn nha mọi người nhá. Ok chị Hoa, một cái váy này size 8 nè, mấy chị đang cầm. Đây tiếp tục nha mọi người, mấy chị ơi, chị bẹt vai nha, em size còn 690, còn 8 luôn. Vậy là còn size 6 và size 10, dưới 53kg mặc size 6. Từ 58 cho đến 62, 63kg mặc em size 10 nha mọi người ơi. Mặc bẹt vai dễ thương lắm luôn á mấy chị, mặc bẹt vai xong chị thích mấy chị thắt cái bèo vô, không rồi mặc xuống nha mọi người. Đây váy trắng em đang mặc còn chị nào chốt nữa không? Size F nha Hà Hương. Hà Hương ơi 54kg mặc cho thứ size F đi. Cưng quá mọi người ơi. Quá cưng luôn mọi người. Rồi chị nào chốt nữa thì báo em à. Chị Long Huỳnh em còn xe 6 thôi, còn xe 6 và xe 10 hết xe chị Long Huỳnh rồi. Máy xanh đó em còn xe 6 hay xe 10, em xe còn 690, chị đừng kéo máy xanh nữa thì báo em. Em tiếp tục với trắng thì chị chốt tiếp này để em qua mẫu nè mọi người. Xinh cực luôn. Rồi còn chị đừng chốt nữa không ạ? Chị Lan Thị Lai một cái máy xe 10 à. Vậy là em còn xe 6 thôi nha mọi người. 690 còn một hai cái xe 6. Dưới 53 ký giùm Thúy nha mấy chị ơi. Dưới 53 ký giùm Thúy nha. Chốt đi mọi người. Rất là đẹp. Mấy chị cắt bới chị khoảng cọc giùm em 2 đến 300 nghìn nha mấy chị ơi. Cái nào xong bỏ. Còn chưa biết mẫu nào chưa lại. Tiếp tục nha mọi người, chị nào chốt nữa báo em. Đẹp cực. Đẹp cực luôn không? 690 gì bán tặng cho mọi người nha. Rồi tiếp à. Nhà xe 8 của ai nè? Váy của em nha mấy chị ơi, 690 luôn ạ. À. Em còn hai cái size. Đẹp quá đẹp luôn á, xinh lắm mấy chị, nó màu hồng 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 cam cam á mấy chị, hồng dâu á, hồng hồng cam cam, rất là xinh nè. Size S em còn hai cái size S, 50-55kg mặc xinh nha mấy chị nha, chốt siêu mát luôn, chốt siêu mát. Còn size S à, 50-55kg, chiều dài tới đầu gối nha mọi người, chiều dài tới gối à, 690 rồi, dễ thương lắm. Babydoll dán xu, Babydoll dán xu để kiếm cái beo nhỏ này mấy chị thấy cái beo vô cũng xinh lắm mọi người. Này mấy chị ở nhà có mấy cái beo dí dí mọi người, mình phối vô cũng rất là xinh luôn. Đây à, rất là xinh. 690 mã neo theo 690 nha mọi người, dễ thương. Chị lấy váy trắng nhán ngắn size gì đây? Đây chị Thu Vân size M còn không? Hết rồi chị Thu Vân ơi, nãy chị Liên lấy hai cái hết. À, cái váy trắng nhán ngắn hết size M rồi chị ơi. Chị bao nhiêu ký? Chiều cao chị ơi. Em 690, chị nào lấy chốt mã 690 nha mọi người. Còn ta 50-55kg thôi.
Mấy cái lận á? Còn sai không? Thôi dưới đó đi, tôi thử tôi đem lên mấy cái lận á. Cái máy xanh này còn 2 cái xay đét nha mấy chị nha. 50kg đồ lại mọi người. Dưới 53kg đồ lại. 53kg đồ lại mấy chị. Này để tao mặc nữa mà 53kg tao mười. Mấy chị, mấy hồng của em xinh quá nè mọi người, cái cổ nó nè. Cái cổ của nó nè. 6-90 thôi mấy chị ơi. 50-55 cái mặt đẹp. Size S. Mấy em đang mặc là có size S, M, size L nha mọi người. Cực đẹp luôn. Size S, size M, size L. Váy cao cấp mấy chị ơi, 1650 à. Hoa đẹp ghê. Size S, size M, size L, váy cao cấp 1.650.000. Chị nào lấy thì báo em nha mấy chị nha. Hoa rất đẹp luôn nha mọi người. Đây à, chị nào thích biết hoa đây. Siêu đẹp luôn mấy chị. Váy này 53 cho đến 58kg mặc S, 59 cho đến 63kg mặc M, 64-68kg mặc L nha mọi người nha. Em thấy form đó không? Hơi to đó mấy chị. 53 cho đến 58kg mặc S, 59 cho đến 62kg mặc M đi mọi người. Từ 63 cho đến 68kg mặc L nha mấy chị nha. Váy rất là xinh luôn. 1650 à? Chị nào lấy mấy hoa chốt cho em mã hoa nha mọi người. 1650. Còn mấy cái thôi nè, em mới về ngày hôm qua em chia. Mới về ngày hôm qua. Em mới ướp hình luôn á mấy chị. Chị nào thích mấy hoa thì chốt nhanh cho em mã này. Tiếp à. Size 36 nè. Trời ơi chị lo hình nữa, cái váy này đẹp quá. Chị Lan thì like một cái size M à. Ok à. Tiếp tục, em có cái váy này 56 cho đến 60kg. 56 cho đến 60kg, cái váy này là váy hoa xanh. Hãng nó làm sẵn cho mình cái cúc bóp chỗ này mọi người. Mấy chị không có sợ mà mặc hở ngực. Có chân váy chị yêu. Đây, cái váy xanh này em sẽ sale luôn cho mọi người với giá là 600.000. Em còn một cái nha mấy chị ơi. Em sale cho mọi người là 600.000 luôn ạ. À. Hoa xanh, còn em có chun 56 cho đến 60kg nha mọi người. Đây à, em chun em thoải mái, em tắm mấy cũng vừa đó mấy chị. Em tắm mấy cũng vừa đó mọi người. 56 cho đến 60kg, chị nào chốt thì bảo em. Mấy quá đẹp luôn, đẹp lắm luôn á. Cái này em bị sót cái nha mọi người. Cái form này nó hơi to, size 36 nhưng mà form này to nha. Em thì la lấy 600 luôn nè. Thích mới rồi ạ. Phần lưng có chun, ngực thì em nghĩ là chắc 86 đổ lại là vừa. Phần ngực em nghĩ là 86 đổ lại luôn là vừa. Phía sau lưng có chun nha mọi người. Phía sau lưng có chun nè. Size 750 váy em mặc. 750 váy em mặc nha mấy chị. 53kg đổ lại. Ý đét nhưng mà 53kg đổ lại. Hoa xanh hết rồi chị Phương Liên ơi, để tí nữa Thúy Linh. Thúy Linh tiếp váy size M cho mấy chị chốt nè. Váy em mặc đẹp rồi chị Liên. Chị ơi váy em đang mặc đẹp nè. Chị lo lại lọc chậm trời, mấy chị thích đi xanh hết trời. Đây, em chốt, em nói chị thêm chị Vân Lê ha. Chị Lan thì, chị Lan thì Lê ơi, Lan thì Lai lộn. Chị khách mới chị vào, chị cọc giùm em là cho nhớ nhớ chị Lan thì Lai, chị vào chị cọc giùm em nha. Bên em có nhắn tin sai cho chị á. Vậy là váy tí đang mặc là còn một F, một M, một L nha mọi người. Xinh lắm. 1650. Chị chốt. Dạ. Cái đó để em chốt hết rồi. Rồi tiếp tục em qua mẫu qua. Tiếp tục cho mọi người. Mấy em mặc nè mấy chị. Nhìn rất là gầy luôn. 53kg thôi lại giùm em nha mọi người ơi. Phần lưng nó có chun. Ngực em nghĩ là 86 đổ lại là vừa. Ôi váy dáng dài. Xinh quá à. Đầm hồng vi mặt. Hả? Thu Vân. Đầm hồng vi mặt nói lại sao với chị? Cái đầm nãy em mặc là size 50-55kg chị Thu Vân ơi, chị có vừa không ạ? À?
CS đó chị. Nãy em thấy chị chốt size M, em sợ cái đó không vừa. Thằng nào? Cái video đó được. Được mà. Video CS là chị được luôn. Không, cái mặt giật nát đó. Cái form nó không có to lắm. Đây nha mọi người, váy em mặc xinh lắm á chị, size 7-50. Trời ơi, 53kg đô lại, hốt đi mấy chị ơi. Cái sau lưng nè mọi người, cái sau lưng nè mấy chị ơi. Cái này mấy chị đi chơi á, mấy chị chụp hình xinh lắm luôn. Đây, cái dáng nữa nè, mặc cái này vô. Con chị 55kg, à ok chị Thu Vân. Vậy chị lấy cho bé cái váy đó đi. Với cái váy em đang mặc nè chị, em thấy cái chất vải nó giống nhau mà cái form này xinh quá. Cái này như cái lòng công chúa. Quay phía sau với chị không? Ừ, có quay rồi. Này xinh lắm mấy chị, em mặc lên nhìn rất là gầy luôn. Em 56kg. Em 56kg nhưng mà do phần ngực nhỏ. Gì vậy chị Phương Liên? Sao vậy vậy? Đây nha mọi người. Cái đó em chốt cái nách khác rồi chị. Em thấy chị comment. Qua cái đi nha chị. Em còn nhiều mẫu đẹp lắm. Chị chốt cái váy hồng ở đi, 690 rồi chị. Cái váy xanh em mặc 750 rồi mọi người. Nhời quá. Chị Thu Vân ok rồi nè. Rồi ok, vậy lấy cái váy đó cho chị Thu Vân đi. Đây nha mọi người, váy em mặc 750 mà mặc em 56kg mà em mặc em thấy gầy lắm mọi người. Mặc lên cái váy này nó làm cho mình gầy đi đó mấy chị. Nhìn xinh lắm, 750. 50 chị nào 55kg đổ lại cũng được, nhưng mà tầm 84 đổ lại. Còn nếu mà chị nào mà ngực 86 á thì 53kg thôi nha mấy chị. Em sợ giật ngực thôi chứ mấy cái chồng kia thoải mái. Tao mặc ngực thoải mái. Vậy hả? Phía sau lưng có chun. Có chun nha mọi người. Đẹp lắm luôn. Tiếp mọi người. Mấy em đang mặc sale cho mấy chị là 550 nha. XS và S nha. XS và S nha mọi người. Xe 550, trời váy này siêu mát luôn. Xe 550 nha. Em có size XS và size S nha mấy chị. Ở nhà cũng mát luôn mọi người. Trời ơi, cái chất vải nó siêu đỉnh luôn. Cái chất vải nó siêu đã luôn mấy chị ơi. XS và S xe 550. Đẹp quá. Em đi lựa cái mũ rồi đây nè. Đang tạm có cái váy hồng nãy ngực phải dưới 90 nha chị nha. Ngực 85, 86 đổ lại đó chị Thu Vân. 88 đi. Ngực 88 đổ lại đi chị. Cái hồng nãy vi mặt đúng không? Ngực 88 đổ lại. Tiếp tục chị rồi chó bị bảo em thấy em đang mặc size 550 nha mọi người. Em bị sót cái váy vàng này nè mấy chị. Sót hai size đẹp luôn. Size 50-55kg. Cực đẹp nha mọi người. Cái váy vàng này em bị sót hai cái, em size 650. Đây em đăng lên nè tình yêu ơi. Đây à. Em sale cho mọi người hai cái váy này giá là 550 ngàn. À là 650 ngàn, em nhầm. 650 ngàn. 50-55kg. Em bị sót nha mọi người. Mã này bị sót hàng nói chị 1.250.000 á. Vậy chị lấy cái nào á chị yêu? Lấy cái em đang mặc có hồi chị. Chị em bạn ok. Chốt 550 chị lên một cái này size S. Cái váy hoa này là 650 nè mọi người. 50-55kg. Chị Anh Đào Hồ một cái nè, 650. Chị Hảo Phụng Thanh một cái rồi hết luôn nè. Trời ơi, lâu lắm em mới gặp chị Hảo Phụng Thanh. Úi trời ơi. Ok, chúc chị Liên nghe em ăn mặt rồi nha chị yêu. Lâu lắm em mới gặp chị Hảo Phụng Thanh nha. Bây giờ bỏ em đi đâu vậy? Giống váy xanh em đang mặc còn màu hồng á nè mọi người. Màu hồng cũng vậy hả thấy? Ừ. SML XS. Ủa? 7 XS, S, M. Mấy chị ơi, cái váy xanh em đang mặc còn một hồng nữa mọi người. Màu hồng em có đủ size. Màu hồng em có đủ size XS, S, M. Cũng 750 luôn nha mọi người. 750 luôn nha mấy chị nha. XS, S, M nó có màu hồng nữa nè. Màu hồng nó có lưu thêm size S. Size S em nghĩ là tầm 54 cho tới 57kg là mặc size S. 58 cho tới 62 63kg là mặt size M. Xinh lắm luôn mấy chị, có hai màu, còn màu xanh thì em chỉ còn thấy đế thôi. 750 thôi mọi người. Phía sau lưng nè mấy chị. Phía sau lưng có chun nên là ngực với bụng thoải mái lắm luôn. 750 nha.
Hồng và xanh mấy chị ơi, mấy chị chốt giùm em là 750. Hồng thì em có đủ size. Xanh thì em còn mỗi size 50-55 thôi. 50-55kg thôi. Quá đẹp luôn á mọi người. Giờ cái váy đen đi, váy đen kìa. Tăng 60-60kg. Xe 650 đâu. Cái hoa đen này á mấy chị ơi, hoa đẹp 56-60kg nha. Size M. Sót cái size M xem cho mọi người xa 650 luôn. Quá đẹp. Đây nha mọi người, eo có chun nữa mấy chị ơi, cái váy này đẹp lắm luôn á, eo có chun, quá rẻ lắm mấy chị ơi, một cái váy dài siêu có 650 thôi mấy chị, tương đương size M, váy này 56-60kg mặt đẹp, đắp chéo nha mọi người, đắp chéo nên là ngực bao nhiêu, eo bao nhiêu cũng vừa hết, eo có chun, cột dây đắp chéo, 650. Chốt với chị Thuệ Thanh, chọn không đứa nào đọc comment mình nãy giờ muốn hồng nè, đọc cái gì vậy trời. Thanh Thúy Nguyên S hồng nè, đứng dậy lấy đi em, váy vi mặt S hồng chị Thanh Thúy Nguyên nè chị. Chị Thanh Thúy Nguyên một cái S hồng, chị Lan Vũ Thúy, Lan Vũ Thúy không vừa em chốt chị Lan Lệ Lộc. Vậy là cái váy chốt chị Lo Lợi Lòng nè. Tiếp tục soạn mấy cái váy sale để đẹp cho mấy chị nè. Mấy chị chốt tiếp cái váy xanh em mặc nè. Váy xanh em mặc YS750. Mọi người màu hồng thì có YSM luôn, cũng 750 luôn. Trời ơi siêu kinh luôn á mấy chị. Mặc lên không muốn cởi ra, nó thoải mái, nó bừng ngực lắm mọi người. Cái máy nó không có bóp được chị ơi. Ra mẫu khác đi chị Thanh Thúy Nguyên. Cái này em mấy vàng này còn ai nói. Sai ba sư xem cho mấy chị luôn. 750 nha mọi người. 750 nha mấy chị. Chỗ cái máy vàng thì siêu đẹp. Cái này 34 nhưng mà bao nhiêu ký mấy? 50kg đô lại giùm em váy vàng này nha mấy chị nha. Mấy chị mặc xinh lắm mọi người. Chiều dài qua gối. Chiều dài qua gối váy vàng này sale 750 luôn mọi người. Còn hai cái size S à. Váy nó không bóp được đâu chứ đẹp ơi. Xinh xinh lắm luôn. Chị nào lấy váy vàng chốt giùm em mã 750 váy vàng em còn hai cái. Trời cái màu vàng cái chất vải đó. Ngon lành luôn. Đây nha mọi người. Đây có hàng nút à. Cầm đi tìm cái thế dạng ok. Cái váy vàng sơ mi này cái gu nhẹ nhàng á mấy chị, baby doll sung sung á, 50-51kg đô lại được, 50-51kg đô lại nha mọi người nha, 750. Sao này có mấy cái em? Váy vàng chị nào lấy chút. Trời ơi váy này đẹp quá chị Liên ơi. Gu chị kìa. Thấy chưa em? Đây. Ở cái sọ ngắn này nè. Đó, ngay cái áo sao. Thấy chưa? Áo sai. Mấy em đang cạo mặt nha mọi người. Quá đẹp chưa? 750 ngàn. SML 750 ngàn. Váy này xinh xinh cực. 750 ngàn nha mọi người. Rẻ vậy. SML đúng rồi. Mấy chiếc váy hoa đen có người chốt. 750 ngàn. Đẹp chưa mọi người? SML 50-55kg mặt S, 56-60 mặt M, 64-65 mặt L, 750 thôi mấy chị. Cắm mi đen nha mọi người. Ở đây cột nơ nè. Đó mấy chị thấy không? Mặt linh gọn. Cái mặt mấy chị mặc đi tiền cũng sang nữa mấy chị. Dễ thương quá. Ừ. Nhìn giống như cái quá sang luôn đó mọi người. Xinh lắm luôn mấy chị chốt đi. Sale còn 750, chị nào lấy chốt cho em mã 750 kèm size nha mấy chị yêu ơi. Đây mã 750 kèm size nha. Quá là xinh luôn. Này mấy chị mặc á, mình phần ngực đó mọi người, mấy chị là một mấy chị mặc áo bờ ra bên trong. Hai là mấy chị ghim ghim cái áo như em đang ghim nha mấy chị nha. Này á eo tới đâu mình cột cái đó giùm em nè. Mặc lên xinh quá. Chị nào chốt thì báo em. Xe còn 750 nha mấy tình yêu. Quá đẹp. À em chốt chị Lan Thị Lai một cái size M à. 750. Còn size gì em? Còn M không cơ? Tiếp tục còn đủ size nha mấy chị ơi. Mỗi size cái nữa là hết nha mọi người. 750 quá đẹp luôn.
Dạ cảm ơn chị. Chị Yên Liên một cái size S. Chị Liên 2M 2L đúng không? Yên Liên một, Yên Liên một S nè. Vậy là chị Liên chỉ được 1M 1L thôi đúng không? Vậy là chị Liên chỉ được 1M 1L thôi. Vậy là còn một cái size S cho chị yêu. Chị Nguyên Nguyễn an toàn size S thôi chị Nguyên Nguyễn. Chị Nguyên Nguyễn chốt cho tới M như vậy. Cái S thôi. Này chuẩn form nha mọi người. Em còn một cái size S nha mọi người, 50-55kg. 50-55kg nha mọi người ơi. Yên Liên có cho em. Em còn một cái size S 50-55kg nha mọi người. Chị Ngọc Thủy Tiên, rồi hết luôn nè. Trời ơi đẹp chưa? Xuất sắc nè chị ơi. Bấy nhiêu cao cấp mới về nha mấy chị nha. 1690. S là 56kg đổ lại mặt S 57 tới 60, 61kg mặt em size M. 6 cái M để cho chị chung một định cho là ai chị được. Mấy này hả? Vậy là còn có cái vậy chỉ còn đủ một S 1M thôi chị yêu nha. Điền Cẩm Nhung á, mấy chị có phận cho ta. Chắc chưa qua số 3 cái. Em để chị Điền Cẩm Nhung cái M đi. Vậy là mấy em mặc còn hai cái S mọi người ơi. 56kg đổ lại giùm em đi mấy chị. Trời ơi nó đẹp ký. Tao mặc S 60 hả? Ừ. Vậy là S 60kg đổ lại nha mọi người. Trời ơi em đứng gần cho mấy chị coi chốt nè. Siêu đẹp. Đẹp lắm luôn á. 1690 mấy chị chốt siêu đẹp. 60kg đổ lại nha mọi người. Mát nha mọi người. Mát nha mấy chị. Quá đẹp luôn. Màu hồng dễ thương lắm luôn. Hồng cam. Hồng cam. Hồng cam. Đây chiều dài tới gối nha mọi người. 1690 60kg đổ lại. Chiều dài tới gối. Chiều dài tới gối giùm em nha. 1690 mọi người chốt đi à. Còn một, còn hai cái thôi. Ủa? Của tao. Mẹ ơi, bị nghiện rồi. Bị nghiện rồi. Bữa sáng còn chưa khui được, để khui ăn. Đây nha mấy chị ơi, mấy chị chốt cái váy em đang mặc đi. 60kg đô lại mọi người. Đẹp lắm luôn, 1690. Về được có mấy cái rồi, mấy chị chốt hết xe lớn rồi. Chốt nè, chốt nè. sáng luôn, là vừa in luôn rồi sao này vừa.
đang chốt thì báo em nha mọi người nha. Xinh lắm mấy chị ơi, 1090 váy này đẹp nè mấy chị chốt đi. Cái váy này đẹp nè mấy chị chốt đi, cái màu rất là tây luôn. Cái màu nó siêu tây luôn á mọi người. Đưa đây đây ta. Ai cái váy này em còn một cái rồi mấy chị. Size này là size 42 nhưng mà size này tương đương size L. Size này tương đương size L nha mọi người. Để đo cái phần eo cho mấy chị cho nó chắc. Eo dưới ngực nha. Chị lấy 2M 2L. Ok. Chắc chị lấy 2M 2L mới thấy đang mặc nè. 82 nha mọi người. Cái váy này xem mấy chị 850 nè. Cái váy bản to mà cái họa tiết nó rất là đẹp luôn mấy chị. Size eo 80-82 nha mọi người. Mấy chị bản to nè. Họa tiết của nó rất là đẹp nha. Trời ơi cái chốt vải nó siêu đỉnh luôn mọi người. Chị nào vừa thì chốt cho em đi. Như bắp cà rì đó mấy chị. Như bắp cà rì đó mọi người. Họa tiết quá đẹp luôn. Dạ, ok chị. Đây nha chị ơi, váy này có túi nha mọi người. Eo là tầm 80-82 size L. Chị Trương nè, trời ơi đẹp quá chị cho tôi đi. Cái váy này xuất sắc luôn, thề luôn, cái chất siêu đẹp luôn. Thức nó mát lắm luôn. Rồi chị mê mẩn luôn á chị. Tiếp tục nha mọi người. Váy em đang mặc mọi người chốt tiếp đi, máy rẻ quá mà. Không yêu thương em gì cả. Cái váy này sang M nha mọi người. Tiếp luôn. Hoa đẹp quá. Váy này hãng cao cấp chất rất là mát luôn nha mấy chị. Sale cho mấy chị là 790 luôn nè. 790. Dạ ok chị Linh. Ok. Em chốt với chị 2M 2L rồi nha. Đây nha mọi người. Cái váy này em sale còn 790. Hoa đẹp chưa mọi người ơi. Hoa đẹp hơi bị xuất sắc nha mấy chị nha. 790 thôi. Mát rồi. Mày lộn ngược lại rồi. Ok. Một cái size M thôi mấy chị nha, chốt nó rủ xuống như vậy nè mấy chị nè. Siêu là mát luôn, chị nào thích mặc xuông xuông thì chốt. 790 em còn một cái cuối cùng. Chị nào lấy thì báo em nha. Tiếp à. Tiếp tục nha mọi người. Thí Dung, em còn một cái nha. Dễ thương lắm.
chung nha mấy chị nha. Cái dáng bé nè, nó này cực đẹp nha mọi người. Còn em có chuông mấy chị ơi. Chuông này xem nha mọi người à. 850 ạ. Chuông này xem nha mọi người là 850 nha mọi người. XS và S nha mấy chị. 53 cái đồ làm mà XS. 54, 58 cái mà S nha. 53 cái đồ làm mà XS. 54 cho đến 58 cái mà kem size S. Xe còn 850 sale luôn. Xe còn 850. Đi nào lấy thì bắt. Màu đẹp quá. Tao phá cái màu đó kìa. Chôm em đang mặc thôi mọi người, mấy chị chốt chôm đi mấy chị, em xe còn 850. Chị nào lấy thì báo em nha mọi người nha. 53 cái đồ là XS, chôm này eo chun này. 54 cho đến 58 cái mặt kem size S nha mọi người. Dễ mà. Chôm sơ mi. Yên Liên chốt chôm size S đúng không? À sorry đó, Yên Liên. Yên Liên ơi lấy sao bao nhiêu ký á chị yêu? Kem số ký luôn đi chị Yên Liên. Hồi mày đưa cái máy da beo da rắn cái chỗ cho chị đi. Chỗ cái hồng á, má cái hồng lên đi em. Cái dâm này ở ngoài đẹp lắm á mấy chị. Chụp hình nó đẹp bằng XS ok chị Yên Liên. Cái này mới luôn á mọi người, nhưng mà sao lo ra xem cho mấy chị luôn á. Yên Liên. Tiếp tục, còn chị nào chốt nữa à. Em còn một XS, một S. Trời ơi đẹp lắm luôn á mọi người, thề luôn đẹp giả mang. Xe 850 cho các chị luôn, chị chốt đi. Còn mỗi thứ cái nữa nha mọi người. Chốt luôn cho em nè. Chị cái em đang mặc đó là màu kem nha, mang màu trắng nha chị yêu. Chị tám tín, chị tâm tín. Chị cái này là màu kem nha, màu trắng kem không phải là màu trắng tinh nha chị yêu. Chốt thì ok với Thúy nha. Mấy chị khách mới mấy chị vui lòng chuyển khoản cọc giùm em 2 đến 300 nghìn. 2 đến 300 nghìn nha mọi người, đơn đầu nha. Cái này là mẫu khác. Ok chị tám tín, tâm tính không giấu em. Cộng cho em 2 đến 300 nghìn nha chị yêu. Rồi em còn một cái nữa nha mọi người. Em còn một cái nữa. Ôi trời ơi, chưa ghi à. Yên Ly XS. Chị tâm tính một cái size S. Chưa mày 53, em còn size 53 cái đồ loại xe còn 850 mấy chị chốt đi. Còn em đó em chun. Cái dâm này cái chất nó đẹp lắm mọi người ơi, rất là xinh. Chọn giúp mình một cái đầm đi tiệc buổi tối. Chị 51 tuổi. Chị màu đen được không? Chị thích mặc đầm đen không chị Yên Quỳnh? Đi tiệc thì chỉ có màu đen là sang nhất thôi mọi người. Đi tiệc là mấy chị chỉ mặc màu đen nè. Lên rồi bắt đầu mấy chị màu đen hoặc màu đỏ. Màu đỏ cũng đẹp nha mấy chị nha. Màu đen hoặc màu đỏ. Chị có thích không chị Yên Quỳnh? Để em chọn cho. Xinh lắm. Tiếp tục chị nào lấy thì báo em. Ô bộ lấy đi ô bộ. 51 tuổi bao nhiêu ký? Cho em xin số ký luôn đi chị. Em lời em bằng không? Cái máy em đang ký giùm em đang không có em lờ. Để em qua mẫu khác cho chị nha. Em qua mẫu khác em có lờ chị nha. Đây máy em bằng cho mọi người. Em thắt cái beo vô mấy chị thấy nó đẹp chưa mấy chị? Quá đẹp luôn. Nên em nghĩ cái này là chị đang mặc S thì thắt beo lại. Em đang em mặc S đó mọi người. Mà em qua cái máy này em mờ. Nếu như nó thùng thình thì mấy chị thắt beo lại nha. Còn mấy chị size to thì mấy chị thả ra. Máy này sale 1050. Quá đẹp luôn. Áo thun này còn cái em sale cho mấy chị 450. À 390 mấy chị. Áo thun này còn cái size S. Đẹp lắm. 50 à, còn trên kia cái size gì á mấy Hường, còn mấy cái luôn kìa. 390 mấy chị nha. Còn mấy cái em sale nè. Áo thun con gấu màu đen này, cái chữ màu trắng nè em. Đúng rồi, còn mấy cái đó. Kế bên nữa. Chôm này em chỉ còn XS thôi. Coi size. Cái này size S thì là dưới 60kg mấy chị. Chôm 52kg. Vuông thì Dương có lấy cái chôm lý đang mặc không? 390, 60kg đó lại vừa. Áo thun đen chị nào lấy em còn 3 cái. Em còn 3 cái sale luôn. Luôn. Dưới 60kg nha mọi người. Từ 50 tới 60kg mặt đẹp. Trời ơi con gấu xinh quá nè. Con gấu xinh quá nè mấy chị. Sale 390 còn 3 cái em sale luôn.
sale cho mấy chị nha. 390, chị nào lấy áo gấu này chốt giùm em mã 390. Đây đi lên một cái đầm tiền cho mấy chị. Ba chín mươi áo gấu 60kg lại một. Dương thì dương cái dương thấy đang mặc này 53kg. Các em lên Vivi mày vô đi tao hai cái. Em lên cho mấy chị một cái đầm màu đỏ để mấy chị đi tìm buổi tối nha. Em nói với chị là đỉnh luôn. Em còn size to, size M và size L nha mọi người. Áo hung đen này size S 50-55kg mọi người, sale 200. Áo hung đen size S sale 200. 50-55kg. Chị nào lấy chốt thì em mã 200 còn một cái nè. Sale 200 50-55kg. Áo gấu size L. Áo gấu size L 60kg lại giùm em. 60-62kg lại giùm em. Áo gấu này em sale 300. 200 chốt chị Nga đổ. 200 em còn con cái nữa chị. Chốt chị Nga đổ. Áo gấu sale 300. 60kg, 60-62kg đổ lại giùm em. Dễ thương lắm mấy chị. Có thích đi rất là cưng luôn. Áo gấu sale 300. Chị nào lấy chốt giùm em mã 300, 60kg đổ lại. Đây nè mấy chị, em lên mấy chị có mấy đỏ này, mấy cao cấp lên giá nhiều nha. Coi phía sau mày hưởng. Còn mờ và lên. Tao biết sai rồi, coi giá lên. Áo này size M 60kg đổ lại. Sale cho mấy chị áo này 200 luôn. Sale 200 nè. Áo sale 200 60kg đổ lại. Quá rẻ luôn mấy chị, nó đính nguyên một hàng. Nó đính nguyên một hàng hộp quá mấy chị. Đây nè, đính hạt nha mọi người. Sale 200. Chốt giùm em mã 200, 60kg đổ lại. Size M. Từ 50-60kg là mặc đẹp đó mọi người. Rất là xinh, màu áo thun nó màu xám xám nha mọi người. Nó đính hạt rất là xinh luôn. 200, chị nào lấy chốt giùm em mã 200 nha mọi người. Em lên cho chị một mã đi tiệc nha. Thì chị chốt mã này đi, em có 3 cái nè. 200.000 thôi. 60kg đổ lại là vừa. Mẫu này em bán siêu nhiều luôn á mấy chị. Cái vải rất đẹp, phần tay của nó là mọi người. Phần tay của nó là mấy chị. Em mặc rộng nha, cái này em mặc hơi bị rộng. 1.690.000. Em còn size M và size L nha mấy chị nha. Cái váy này mấy chị mặc mặc đi tiền, cái là hơi bị sang luôn mấy chị. Cái chất của nó rất là đẹp luôn. Em còn là 2M, 2L 1.690.000. Đúng không? Này còn 3, 2, 4 cái gì quên nè. 3 cái hả? Sau lưng còn cái nữa. 2M 2L nha mọi người nhá. 55-59kg mà M, 60-64kg mà L mấy chị. 1.690.000 mã này mấy chị đi tiệc là hơi bị đỉnh luôn. Cái này mọi người, cái ngực em bị rộng đó. Nếu mà chị mặc cái ngực mà nó vừa đẹp á là nó sẽ ôm vô ngực như thế này nè, cái phần này nó dung lên đẹp lắm. Em đang mặc cái này size M nó bị rộng với em lắm. Mới mặc cái XS thiệt đẹp luôn á mấy chị. Nó vừa ngồi á mọi người. Mấy chị ơi, mấy chị cho em chiều cao con nặng em sẽ lấy size cho mấy chị nha. Cái form này á, đi tiệc, đi đâu, đi sự kiện, đi chơi gì nó cũng rất là sang nha mấy chị. Cái chốt vải nó đẹp lắm luôn á mọi người. Màu đỏ, màu nổi, chỉ còn cầm thêm một cái giỏ nữa. Linh, linh, linh. Đẹp luôn hả? Buổi tối á, rất là sang luôn nha mọi người. Cái phần tay nó đẹp lắm luôn mấy chị ha. Phần tay nó rất là xinh nè mấy chị thấy không? 1.690.000, đấy cao cấp. Mã niêu nha mọi người nha. Ai mặc đi tiệc thì chốt. Đỏ size M chốt cho tôi hàng. Bây giờ mặc đi tiệc nên đừng bỏ qua mẫu váy này giùm em nha mọi người. Ôi, 40 nha. 55-59kg mặc cho em size M, 60-64kg mặc L. Quẩy thêm cầm thêm một cái giỏ nữa mấy chị. Và hơi bị sang luôn. Mấy cái giỏ mà hạt hạt hạt. Hơi bị sang chảnh đó mọi người. Nó kèm bao luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào chốt nữa báo em nha mọi người. Mã niêu quá mấy chị. Mã niêu nha mấy chị nha. Chưa nhà nào có đâu mọi người ạ. Chất quả nó rất là đẹp mấy chị. Chất quả nó rất là đẹp. Không phải mỏng đâu mấy chị. Dày dặn và rất là xinh. Rồi chị nào chốt nữa thì báo em. Em còn 1M và 2L nữa nha mọi người. 1M và 2L. Chị nào chốt thì báo em.
Rồi chị đang chốt thì báo em nha mọi người, váy này đẹp. Còn 1M2L nữa nè mấy chị, chốt luôn đi. Chốt luôn cho em đi mọi người. Tiếp ạ. Em có cái váy này 50kg đổ lại nè mấy chị ơi, 50kg đổ lại nha mọi người. Em sang còn 790 luôn. Ai lấy thì báo em. 790 nha mọi người. Em sang còn 790. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 790. Em còn một cái duy nhất kích ngực 50kg đổ lại nha mấy chị yêu. Còn một cái duy nhất em sang còn 790. Ai lấy cái ren cam chốt cho em mã ren cam nha mọi người. Rất là xinh luôn, 790 nè. Quá đẹp. Rồi tiếp ạ. Chị nào chốt em ra mặt nữa không? Để em qua mẫu nè mấy chị yêu. Chị yêu này chốt với em đang mặc nữa không ạ? Còn cái váy thì size to mấy chị. Vô đi. 60kg đổ lại, babydoll dán dài nha mọi người. Có túi à. 56-60kg giùm em. 8,5 Sale 850. Váy xanh sale 850 size M. Chị nào mặc M thì lấy nha mọi người. Sale 850. Đây ạ. 850. Size M váy xanh. Baby doll dáng dài. Chị nào lấy thì chốt giùm em ở 850 sale nha mấy chị nha. Sale 850 quá rẻ mọi người. Quá rẻ mọi người. Áo đỏ này còn một cái sale 450. 50-55kg mọi người. Áo đỏ. Cái cọng dây này có thể tháo ra nha mấy chị nha. Cọng dây này có thể tháo ra. Mọi người 50-55kg. Trời ơi cái áo này cao cấp đẹp lắm luôn. Cái áo này giá bán rất là cao nha mọi người. Áo đỏ 450. Cái cọng dây này mấy chị có thể tùy ý thắt theo ý thích của mình. Mấy chị muốn thắt sao cũng được à. Không thích thì mấy chị gỡ ra cũng được luôn. Cọng dây có thể gỡ ra nha mọi người. Dây rời à. 450. Áo sọc đỏ. Mình là 790. Váy xanh đen, ok. Chị Ngọc bảo cái size 8 đi em.
Dạ em còn cái size 10 đó chị. Đẹp cực luôn mọi người ơi. Đẹp lắm luôn. Em còn một cái size 10 thôi mấy chị, với xanh đen 1.350.000. Zoom nha mọi người. Zoom này có size gì em? Zoom mấy chị ơi, 790 à. Trước mặt mẹ. 34, 36. Cái này là zoom nha mọi người, em xem còn 790. Em còn 34, 36 nha mấy chị, 53kg độ lại mặt 34, 54 cho đến 58kg mà kia sao 36 với mọi người. Bảy mặc áo luôn đi. 790, 790 đó chị nhá. 790 à. Chị nào chốt thì báo em. Lấy này chị cho máy mặc này kìa. Đây nha mọi người ơi, 53kg rồi làm mặc 34, 54 cho đến 58kg mặc kem size 36. Em sale còn 790. Chị nào chốt thì báo em. Mấy xanh em đang mặc còn chị nào chốt đúng không mấy chị? Còn cái size 10 nè mọi người, váy này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Siêu phẩm mọi người. Rất đẹp luôn. Chốt co giãn nha mấy chị. Không nhăn ngầu. Cái này chốt co giãn không nhăn ngầu. Tại sao không mặc cái lốt? Làm cái đó. Trời. Chị nào lấy thì báo em mọi người. Zoom zoom mấy chị thích chơi zoom môi mặc lên mấy chị xem. Rồi tiếp ạ, em sẽ xem tiếp cho mọi người ạ. Xem tiếp. À cái gì nữa ta? Đợi em xíu à. Em có cái váy dây màu à. Màu xanh này, xanh dạ quang mọi người ơi. Size M. Dây rất đẹp luôn, màu xanh luôn, trời ơi nổi như cồn. Còn cái size M. Cái này trời ơi đi mặt mà đi biển mà chụp hình sống ảo rồi tôi nói các bà nổi nhất. Nổi nhất cái chỗ đó luôn. Size M 56 cho đến 60kg thôi mọi người. Em sale cho mấy chị là 600. Sale cho mọi người là 600. Hãng này hãng tác thì cao lắm luôn đó mấy chị. Màu này là màu xanh dạ quang nè. Không, không đụng hàng, sale 600 size M. À, váy tí mặt chỉ còn size M thôi chị yêu, 55-60kg nha. 600 size M nha mọi người. 600 size M à. Rất là xinh. Chị nào lấy thì báo em. 600 size M. Eo của nó không co giãn, dây kéo phía bên hông. Chị nào lấy chốt kia mà 600. Đây à. Cái gì à? Cái dây nó đẹp mọi người. Như cái bảng nó rất là đẹp luôn mấy chị thấy không? Dây phía sau nè. Bảng trước 600 Ngọc Lan. Trời ơi đẹp dữ luôn á. Cái màu này á mọi người, mấy chị đừng có sợ da đen nha. Lên da rất là tôn da nha mấy chị nha. Cực kỳ là tôn da luôn. Rồi tiếp tục. Em qua mẫu đây. Vô đi. Mấy em mặc mấy chị ơi dễ thương lắm luôn á. 36, 34, 36, 38 mấy chị. Xe 1090 đi. Ồ dễ luôn á. 36, 38, xe 1090 mọi người. Chốt nó siêu đẹp, ở trong nó có một cái lớp lót nữa nha mọi người. Ở trong nó có một cái váy váy lót hay dây, váy rời ạ. Váy rời mấy chị không thích thì tháo ra cũng được. Chị nào không thấy quá mỏng thì tháo ra mọi người. 36 và 38, xe 1090. Ngọc Lan lấy 600. Rồi. Ok. Ngọc Bảo, Ngọc Lan. Ủa? Ừ, từ từ đi ngang nghe thôi đi. Có váy công sở Thúy mới vừa thay ra luôn đó chị. Cái váy Thúy mặc cũng là váy công sở đó mọi người. Cái chị tụi em lên nãy giờ lên nhiều váy lắm, váy dạy sơ mi cũng nhiều lắm đó mọi người. Đợi xíu thì lên đây nha mấy chị, chọn cái váy em mặc xinh lắm luôn, cái chất nó đẹp, nó màu vàng nhẹ nhàng đó mọi người, chất siêu xinh luôn, nhẹ nhàng, cái kiểu nhẹ nhàng lắm luôn. Em có 36 và 38 mấy chị. 36 là 50-55kg, 38 là 56-60kg. Sale 1090 chất nè mọi người, ở trong nó có một cái lớp váy 2 dây, nó có một cái lớp lót 2 dây nữa nha mọi người nha.
chiều dài tới gối à. Chiều dài tới gối, mã này mới về, mã này mới về với chị. Dễ thương ghê luôn á. Dành cho những chị nào cái u nhẹ nhàng. Không, 90. Chị nào lấy báo em nha, giá này giá sale rồi nha mọi người. Xinh quá à, đang ren nè, ren theo nè mọi người. Màu vàng à. Chị nào lấy báo em. Cho Nguyễn hỏi gì ta? Trời ơi sao tự nhiên chạy mình lượn ghê vậy. Thúy ơi đầm trắng ngắn lúc nãy. Còn qua lớp bằng ngang mảy đó là được rồi, phơ nó to. Qua lớp bằng ngang lấy đi, lấy cái đầm trắng, chọc trắng này. Phát bà ơi, nghe là tôi lấy cái đầm trắng đó đi. Chứ mày đẹp cực luôn nha mọi người. Chứ mày sao 7-90 nha mọi người ơi. Form này á hả, 54 cái độ lại mặt 34. Không, nằm vàng người ta không có sai gì. Có 4 cái độ chừng 59 cái độ lại mặt cho em. Ấy lộn, 54 cái độ lại mặt cho em size 34. 55, 59 cái mặt cho em size 36 cho mấy chị nha dung. 790 790 nha các tình yêu. Ai chốt báo em nha mấy chị nha. Mày lấy bàn ngang, mày lấy bàn ngang lấy nằm trắng luôn. Để thấy chốt luôn trên lan nè. Cái nó đẹp lắm. Bảo đảm luôn mà mặt xuất sắc luôn. Đầm này mà không lấy là tiếc. Tại vì nó hết rồi, nó không có về nữa đâu mọi người. Mấy cái mẫu đầm này nó hết rồi, không có về nữa. Không có đặt hàng được nữa đó mấy chị ơi. Bây giờ chuẩn bị vào mùa thu đông rồi. Nó toàn và áo len rồi, váy len rồi, áo vest này kia đó mấy chị. Đợt này nó vô mùa rồi mấy chị ơi. Nó không có hàng hè á. Hàng hè thì các hãng rồi ra mẫu hè nữa mọi người ạ, à, toàn là đồ đông thôi, nên những cái mẫu như thế này hết rồi sẽ không về nữa. Hà Hương một cái size 36 với viên mặt size 8 em. Đây váy trắng lúc nãy nè, ai chốt thì báo em nha mọi người nha. Rồi chế nào chốt thì báo em ạ. À, giúp em đang mặc nha mọi người, sale cho mấy chị là 790. Đây có S và M đó mấy chị nào lấy zoom chút zoom giùm em. Có S và M nha mọi người ơi. Tiếp à. Mấy chị thích lên váy hay mấy chị thích lên áo hay là lên quần mọi người? Cho em comment cho em biết đi. Mọi người đang thích lên mẫu nào nè. Trời ơi. Này mày thấy còn không? Size 36 nha mấy chị nha. Size L với tâm đặng hả? À ok. Nguyễn Ngọc tâm đặng một cái cho. Size L đi. Chị bé lấy bằng một cái XS màu trắng á. Trắng ngắn á. Này mày lắp bằng lăng. Mẫu mặt size gì? Mặt 34 á chị bóng xinh. Chứ cái này xin tay L chị tâm đặng, Nguyễn Ngọc tâm đặng. Đẹp lắm, trời ơi, những cái váy này nó xuất sắc luôn. Bóng xinh nên Thúy đang mặc 34 bóng xinh. Cái quần này nha mấy chị, ba lấy bạn lan quần này có size bạn nè. Thúy size 390. Trời ơi, chơi luôn. Size 36 nha mấy chị, tương đương size S luôn mọi người. Mấy chị cái ống quần của nó nè mấy chị. Chơi luôn. 390 co giãn nhiều lắm luôn, co giãn thiệt nhiều luôn nha mấy chị nha. Cái túi nó cũng rất dễ thương nha mấy chị. Túi ở phía sau nè. Đây xe 390 quần này không khác, chất mềm lắm luôn. Em ghi đi tay baby. Đây mấy chị ơi, chị Ba lấy phần lăng món nón quần LB, nón gì chị, nón trắng, nón đen hay là nón tay bèo? Anh thấy nguyên một quần 390 kia đi em. Lấy zoom em nè mà. Chị Liên ơi, cái zoom này bữa chị lấy rồi. Chị có mua rồi á. Quần đẹp lắm đó mọi người, chốt đi mấy chị. Không?
390 390. Mua rồi. Xinh lắm luôn. Chưa ship qua hay gì chị chú? Ship rồi. Nguyễn Thị Thắm một quần, Thâm Thí Huy một quần. Ok, lấy các quần luôn. Xe 36 một người. Đẹp lắm luôn. 1 4 1 6. Quần 390 mấy chị chốt đi mọi người. Trời ơi, nó rẻ. Mấy xanh bị mặc nhiêu ta? 750, rẻ lắm mấy chị, 750. Còn có 1 size S à. Phí sao mấy này có 1 size S à. 50-55 kg giùm em nha mấy chị. Có nha mấy. Ừ, tao coi size rồi. Còn size S à mấy chị. Trời, cái màu xanh nó dễ thương quá mọi người ơi. Màu xanh lắm mặc. Đi chung luôn, chung đơn cho chị đi. Màu xanh dễ thương quá. Đó, size 50-55 kg thôi. Chất siêu đẹp luôn, 750. Bấy mi mặt 750 nó đi nó nhớ nha. Bỏ đây. Nón hồng ok. Bấy em mặc 750 mấy chị, màu xanh dễ thương quá mọi người. Chất siêu mát luôn. Bấy baby doll dài cho tắt chân. Quần 390 có chị nào chốt thêm không? Có giảm nhiều nha. Có giảm nhiều nha mọi người ơi, 390. Quần riêng rách. Không vừa chị Châu yêu, chị Châu ơi. Cũng vừa. Sao 4kg vừa lấy cái này không? Sao 4kg lấy mấy này không? Chị ơi, sao 4kg chị lấy qua cái xanh dương này được không chị? Sao nãy nó nhiêu qua rồi, 850. Ok, chị Ly lấy dương 1S1M 890. Cái váy xanh dương này là trên 60kg vừa nè mấy chị. Chị vừa nè chị ơi, sale 890. Cái xanh dương mà ấy em mặc còn 1 size 50 55 kg thôi. Sinh ấy em mặc dễ luôn. Dùng đơn giản ok, dùng đơn có qua cho chị lắm. Quần riêng đó chị nào lấy thêm nữa không mà mọi người, 390 thôi mấy chị ơi, 390. Quần có giãn nhiều nha, chất mềm có giãn nhiều. Mấy em mặc mấy chị chốt đi mọi người, 750. 750 dễ thương lắm mấy chị. Màu xanh. Màu xanh dễ chịu. Cái quần này chị đi mày. Quần này thì có size 56 60 kg thôi. Size tiếp tục mấy em đang mặc mấy chị chốt đi mọi người, xinh quá. Em có cái váy này. Mẫu này thiệt sự là bán nhiều luôn. Báo size đi. 42 46. Một cái 42 và một cái size 46, một cái XS và một cái size M. 53kg độ làm XS, 57 cho đến 62, 63 số 4 mà treo size M vừa nha mọi người. Còn em nó có chua nè. Mày 46 lượng cho chị nè. Cái mẫu cột dây này nè mấy chị, mẫu này em bán nhiều lắm luôn đó mọi người. Cái em đang mặc thì nó chỉ có size M thôi chị, 55 cho đến 60 kg. Nhưng mà cái phần eo của nó là chị Linh Dương. Em cho chị xem nè. Đây. Đây nha. Mặc rút eo lại nha chị nha. Đây rất là thoải mái luôn. Nó là một cái suông. Mình mặc cái đang mình rút eo tới đó nha chị ơi. Nên chị mặc thì thoải mái luôn á. Không có sợ kích đâu chị. Em đo ngực. Bây giờ đưa hàng chưa chị ơi? Đưa tao đo cái ngực đây, đưa tao cả. Đưa cho tao một cái tao đo ngực. Cái nào cũng được, nó có một tay hả? Để em đo ngực cho mọi người. Mời nè mọi người. Lấy 2M
còn là M thôi. Đây chị nha, ML mặt chung á chị Liên. Váy này ML mặt chung nè. Chị có mấy cái chị ơi? Chị Liên ơi, có cái váy này size M này chị lấy không? Dễ thương. Váy này nhiều, cái này có cái size M chị sọc hay nha. 6 nữa. Trời ơi rẻ, 6.50 mấy chị. Váy sọc này size M chung. Con cái à. Sale 6.50 luôn mọi người. Dễ thương quá à. Ê, nói chị cái này ML mặc chung mình cho nó mấy cái. Chị Liên ơi, cái váy của Thúy mặc á, ML mặc chung, chị lấy mấy cái chị? Eo nó thoải mái, ngực thì 100, eo là eo bụng bao nhiêu cũng vừa hết. Ngực 105, nhưng mà em trừ hao là 100 đổ lại, 105 đổ lại được cái chị. Em trừ hao rồi đó. Chị lấy mấy cái chị, cái đó ML mặc chung á mọi người, tại vì cái eo rút quá. Rồi lấy chị luôn em. Cái váy xanh này nha mấy mọi người, size M. Xinh lắm mọi người, 57 tới 60, 61kg mọi người ơi. Váy này sale có 650, có một cái rồi mấy chị. Đây nè mọi người, hai dây bản to 650, chị nào lấy chốt giùm em 650. Một 105 đó chị Linh Dương. Váy em đang cầm 650, chị nào ấy không ạ? Xinh, rất là xinh luôn. 650 thôi. Váy sọc 650, chị nào lấy báo em. Ủa, còn cái nữa. Có mấy cái rồi. Chị Linh Dương còn ơi. Cái. Chị Linh Dương ơi, còn một cái đó chị. Cái ngực đó 105 á. Được đó. Chị được rồi. Vừa thoải mái, chị Linh Dương chị lấy đi. Váy em mặc có 750 thôi chị Nguyễn Nhung. Đẹp. Vừa thoải mái luôn. Chị Linh Dương ơi, còn một cái. Tụi em đo là 105. Mà tụi em báo 100 là báo cư hao quá chị. Nếu mà chị nói 105 ok thì chị lấy đi chị. Xinh lắm luôn. Còn cái cuối cùng, mấy em mặc là 750 nha mọi người. 50-55kg là ok. Size S, đu đu size S mấy chị ơi. Còn size thôi, màu xanh dễ thương quá nè. 750, xe 750 nha mọi người. Ok chưa? Từ từ. Ok chị Linh Dương lấy. Đúng rồi, đợi Thúy đo là 105 mấy chị. Ê, có cái váy này đẹp quá nè, nó mới chị chốt cái váy này đi đi. Size gì á? Size 6.5, size XS. Giờ xem cái váy này. Ôi, cái váy này đẹp quá nè, cái màu xanh. Xíu xinh luôn. Còn đồ đẹp anh sale hết đi. Size XS mọi người, sale 6.5. Trời ơi, rẻ đẹp, 50kg đô lại giúp em đi mấy chị ơi. 6.50, size XS của chị nào nè. Để em mang. Cái váy này đẹp lắm luôn, váy dài nha. Nó có vúng ngay chỗ chính giữa nha mọi người. 650, có một cái thôi, cái hoa nó xinh nè mọi người. Cái hoa, cái đền hoa nó xinh lắm luôn nè. Phía sau là như thế này. Gài nút nha. Gài nút dây kéo. Sale quá rẻ 650. Mã số 1 sale 650 XS 50kg là giùm em váy dáng dài. Chị nào lấy chốt mã 650 nha, có một cái thôi mọi người. Có một cái thôi. Cái váy này hot hit một thời nè mấy chị. Còn sao gì vậy mày? Một XS 2M là ghi trong giấy là đúng không? Còn có một cái XS thôi, có gì hết. Vậy là một cái XS. Đẹp quá à. Cho con gái. Váy này Thúy con gái được mà bị. Tôi mặc cho hình xong bị chia ra nỉ bác. Sao được lỡ luôn. Mặc được lỡ. Váy này mọi người ơi, còn một cái XS 50kg đưa lại giùm em. Cái váy này mấy chị đi tiệc, đi chơi gì cũng sang nha mọi người nha. 50kg đổ lại bao nhiêu đi Thúy? Còn cái sale 79 đi. Cái váy này á, cái giá của nó là 1 triệu mấy á mấy chị. Còn một cái nét sale 790 luôn nè. Mấy chị nhìn thấy cái hoa chốt luôn. Hoa đẹp nè. Đẹp quá trời. Ai vừa chốt ngay. Nãy giờ như hôm nay mấy chị chốt size to không mọi người ha? Nãy giờ em không thấy mấy chị chốt cái nét đó mọi người. Hôm nay mấy chị nét của em đi đâu rồi? Sale 790. Cái váy này đỉnh lắm luôn. Mặc lên là y như là một cái đầm dạ hội á mọi người. Đây nha, 790. Quá đẹp. Mấy chị đét đâu rồi ta? Đây, cái này lại một cái đét nữa đây. Đẹp quá. 36. Váy đẹp lắm luôn. Tiếp nha mọi người. Váy em đang mặc là 53kg độ lại mặc 42.
từ 58 cho đến 63kg mà 63-64kg mà cho em size 46 nha mấy chị nha. Váy này em size còn 750 ngàn, 750 ngàn nha mọi người. Đẹp chưa? Em size còn 750 ngàn nha mấy chị nha. 53kg độ lại mặc cho em size 42, từ 58 cho đến 63-64kg mặc cho em size 46 nha mọi người. 750 ngàn. Chị nào chốt thì báo em. Có túi nha mấy chị. Xinh cực luôn. 750 ngàn nha mọi người. Em còn mấy cái thôi nè. Bán rẻ cho mọi người luôn. Màu xanh bơ. Màu xanh này rất là xinh nha mọi người. 750. Tao lấy chốt cho em mã 750 nha mấy chị nha. Xinh quá cái mà. Mấy thứ đang mặc. Ok chốt với chị. Size 42 đi. Tao mặc rộng chốt với chị nha. Mặc bảo 42 đi. Tiếp mấy chị. Còn 42 rồi, còn một cái size 46 nha mọi người ơi. Ai mặc S thì chốt 42, ai mặc L chốt 46 nha mấy chị nha. Ai mặc S chốt 42, ai mặc L chốt cho em size 46. 750 nghìn, chị nào chốt phải báo em. Quá đẹp, quá rẻ luôn, cái tình yêu. Tiếp ạ. Ok, máy đen đấy, thì biết cái gu chị nặng sao rẻ thì chị chốt nè. Máy 8 em